này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có anh Trần Phong Vũ và tôi là Lê Minh Nguyên. Anh Đặng Đình Long vẫn còn bệnh và anh chưa trở lại với chương trình. Và anh Phạm Khắc Khiêm cũng bận công việc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, anh em chúng tôi muốn trình bày với quý vị một cái đề tài rất là nóng bỏng ở Việt Nam trong ngày vừa qua. Đó là một cái chương trình nó gọi là tọa đàm ở tại cái nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội vào hôm sáng thứ Tư 26 Tây tháng 11. Mà cái chương trình tọa đàm này có cái tựa đề, mà cái tựa đề này thưa anh Trần Phong Vũ có thể nói là chắc có Việt Nam mình mới có cái tựa đề như vậy. Bởi vì cái tựa đề là cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền. Tức là nhân quyền bị vi phạm, có người bảo vệ, mà cái người bảo vệ đó cũng còn bị vi phạm luôn. Thành ra cái đó là cơ chế của Liên Quốc về bảo vệ cái người bảo vệ. Cái người bảo vệ nhân quyền, người ta đã bảo vệ cái người bị đàn áp nhân quyền rồi, bây giờ phải cần có cái người bảo vệ nhân quyền. Thì đây là một cái chuyện mà tôi nghĩ chắc ở Việt Nam mình mới có. Có thể anh Trần Vũ Vũ cũng có đã theo dõi cái vấn đề này, xin anh cho một số những cái nhận định của anh. Vâng, thưa anh Lê Minh Nguyên và thưa quý khán giả ở ngoài kia, thì hẳn quý vị là những người cũng giống như anh em chúng tôi quan tâm rất nhiều tới vấn đề đất nước. Thành ra thưa anh, qua cái vụ này thì chúng ta phải liên tưởng tới những chuyện trong quá khứ cũng những cái gì đang diễn ra hiện nay ở Việt Nam. Có hai cái sự kiện mà anh vừa trình bày nó dính dáng tới cái gọi là một cái cuộc tọa đàm để mà bảo vệ những người mà đã đang lo bảo vệ và đang gặp những cái khó khăn ở Việt Nam về vấn đề bảo vệ nhân quyền. Thế thì cái chuyện này nó dính dáng tới cái vấn đề gọi là cái vai trò của Liên Hiệp Quốc và cái ủy ban hàng năm người ta thường hay nhóm họp ở Geneva mà để mà kiểm định kỳ về nhân quyền của một cái quốc gia nào mà ở tọa nào hội viên của Liên Hiệp Quốc mà vi phạm trầm trọng cái vấn đề nhân quyền. Thì tháng 6 vừa qua đấy thì cả anh cũng biết cũng như quý khán giả ngoài kia đều biết là Lục Xâm Bảo rồi thì Na Uy và Tunisia thì cũng đã đưa ra một số những cái khuyến nghị cụ thể đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải giải tỏa những cái vấn đề đó liên hệ tới vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, mà chính họ đã chấp nhận điều đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì qua những cái báo cáo của các cơ quan quốc tế, qua những cái sự kiện xảy ra hàng ngày ở Việt Nam thì người ta thấy rằng vấn đề không thể nào mà có thể ngồi yên được. Và lần này nó có cái cuộc gặp gỡ lần này. Cái đặc điểm của lần này ấy là nó cho chúng ta thấy rằng là đã có một cái bước tiến khá lớn đối với lại các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là những cái nhóm mà quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Bởi vì từ nay tôi nghĩ vậy, trong cái thời điểm này sau cái cuộc tọa đàm này đó, thì những người đấu tranh ở trong nước trở thành những khuôn mặt công khai, không những với quốc tế và cả với quần chúng Việt Nam. Là bởi vì cái tin này tôi chắc là sẽ được loan tải rất là rộng rãi. Mà đặc biệt anh cũng để ý, trước đây thì người ta tính cái chuyện tổ chức ở bên ngoài cơ. Nhưng mà thực sự ra thì cuối cùng công an qua những cuộc trao đổi với lại ông Nguyễn Quang A đó, mà ông Nguyễn đã tiết lộ cho biết rằng là những nhân viên nhà nước, những cái giới chức ở trong Bộ Công an đã chính thức gặp gỡ ông để mà yêu cầu ông một cái điều hết sức phi lý. Tức là làm thế nào để mà can thiệp với lại bên Thái Hà, bên những cái nơi mà tổ chức cái đó tạm hoãn lại. Nhưng mà ông trả lời thẳng thừng, tôi không thể làm cái công việc như vậy được. Và một cái chi tiết đặc biệt đó, lần này người ta mời cả đại diện Bộ Công an, mời cả đại diện công an thành phố Hà Nội nữa anh. Yeah. Đấy là những chi tiết có lẽ chúng ta cần quan tâm thưa anh. Yeah, vâng, thì tôi thấy cái hình chụp đưa lên đó, thì có cái ghế, một cái bàn, hai cái ghế,
một bên để là Bộ Công an, một bên hình như là Bộ Ngoại giao hay gì đó. Đó là hai người ta mời hai cái bộ của chính quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng mà khi mà thảo luận thì cái bàn và hai cái ghế đó nó trống, ở trên cái bàn cũng có một cái dĩa trái cây. Thì những cái người mà internet nói rằng là bị không có phong bì là tức là không có tham nhũng. Nhưng mà trở lại vấn đề đó thưa anh, thì cái buổi tọa đàm này hôm sáng thứ tư 26 tây đó tại nhà thờ Thái Hà thì được có cái tên đó là cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người, bảo vệ nhân quyền. Thì đây là do hai cái tổ chức, thứ nhất là xã hội dân sự và thứ hai là Việt Nam UPR Working Groups, tức là một cái tổ chức mà lo về vấn đề kiểm định nhân quyền định kỳ của Liên Hợp Quốc tham dự. Thì anh thấy là trong cái như anh có vừa nói đó, là Việt Nam đã hứa hẹn là phải là cải thiện trong khoảng trên 200 lĩnh vực, trong những cái lĩnh vực mà Liên Hợp Quốc đưa ra đề nghị. Mà trong đó anh có nói là Tunisia, là Na Uy hay là Lục Xâm Bảo đưa ra những cái đề nghị và Việt Nam đồng ý. Thì đồng ý nhưng mà không thực hiện, thì ra bây giờ đưa ra để mà hỏi, muốn hỏi một cách công khai chính thức bên phía đại diện chính quyền Việt Nam, mà đại diện chính quyền Việt Nam này không có gửi người tham dự, mà gặp anh Nguyễn Quang A để mà đề nghị anh Nguyễn Quang A là phải quản lại, đừng có tổ chức. Và anh, đó là những cái người mà anh tiến sĩ Quế Hoa có đưa nêu tên rõ ràng ở giới chức cao cấp ở trên bên Bộ Công an, là hình như Công an 88 hay gì đó. Thì có một cái sự kiện mà thấy rất là chúng ta thấy là trên cái đường mà anh Quang A mà đi cho tới tới chỗ anh đi từ khoảng 5 giờ rưỡi sáng mà anh đi, video mình chiếu lại mình thấy đó là anh bước lên xe bus thì có những cái công an mặc thường phục hoặc cản họ không chứ bước lên xe bus, bước lên taxi không cản, không cho bước lên taxi, tức là anh không có cách gì mà bước lên chiếc xe bus hay xe taxi được. Anh nói là anh không đi xe nhà, bây giờ đi xe nhà nó có thể nó tạo tai nạn đụng xe, mà đụng xe nó đã accident thì hết đến tham dự được. Thì mà mặc dù là có người nhà anh cũng đi theo để giúp đỡ, nhưng mà lúc nào cũng có khoảng 10 công an mặc thường phục để mà cản trở anh, cản trở từng bước một. Thì cái điều này á, nó đặt lên cho tôi một cái câu hỏi mà khó trả lời, mà không biết cái suy nghĩ anh Vũ như thế nào. Thứ nhất á, là họ muốn cản trở mà họ không thể cản trở được, mà không cản trở được á, rồi nó đưa lên những cái video, những cái hình ảnh cho cả thế giới thấy là một cái buổi họp công khai về vấn đề nhân quyền, mà những vấn đề nhân quyền đó do chính quyền đồng ý và thỏa thuận ở tại cái diễn đàn như Liên Hợp Quốc, thì bây giờ lại cản trở như vậy, cản không được. Cái buổi họp vẫn diễn ra mà đưa lên một cái khuôn mặt hết sức là xấu xí đối với thế giới bên ngoài. Thì anh nghĩ tại sao họ làm một cái vấn đề mà nó đưa tới một cái kết quả rõ ràng là nó rất là bất lợi cho họ, là tạo một cái khuôn mặt rất là xấu xí đối với thế giới bên ngoài thế. Thưa anh, thật sự ra thì cái này tôi đã nghĩ tới khi mà đọc một cái bản tin của dòng chú Cú Thế đưa ra, nghĩa là trình bày nguyên văn một cái bản tường trình của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, ông ấy đối thoại với lại một số nhân vật cao cấp của Bộ Công an đến để thuyết phục ông cách này cách khác, mà hàng tiếng đồng hồ đó nhé, công khai. Mà có lúc còn dụ ông ấy lên xe để chờ ông đi đây đi đó thì ông ấy đều từ chối hết cả. Ông này ông đã có cảnh giác và ông ấy đã có kinh nghiệm khá nhiều rồi. Thế thì cái chuyện mà lằng nhằng như vậy á, thì đối với Cộng sản Việt Nam ấy, cái tối hậu của họ vẫn là làm thế nào để mà bưng bít thông tin, để mà làm thế nào để mà cản ngăn đi những bằng mọi cách để mà can ngăn. Mà cái điều này chính ông Nguyễn Quang Nga đã oan ninh họ rồi. Yeah. Ông bảo các anh đang làm như thế này, các anh có biết rằng là làm cho cái khuôn mặt của Việt Nam càng ngày càng trở nên xấu xí không, nếu mà các anh cứ việc cản trở như thế này. Khi mà đề cập tới cái chuyện gọi là
chọn Thái Hà, chọn dòng chú Cú Thế để mà thực hiện một buổi tọa đàm đó ấy, thì những nhân viên công an cho rằng là những cái chuyện như vậy là chọn những cái nơi nó nhạy cảm. Thế thì ông bảo nếu vậy thì tại sao các anh không giải tỏa cái chuyện nhạy cảm đó đi? Các anh tổ chức bằng lòng cho chúng tôi tổ chức ở một cái khách sạn đàng hoàng thì có phải là các anh có thể thấy rằng là có thể là cái nơi các anh có thể xuất hiện được? Tại sao các anh lại làm chuyện như vậy? Thì tôi cho rằng là khi họ đã lì lợm bằng mọi cách để họ che đậy, để họ ung bít thông tin thì họ bất chấp tất cả mọi thứ, thưa anh. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Trần Phong Vũ. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy rằng rất là bất lợi cho chế độ, nhưng mà họ vẫn làm. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.